Hello các bạn, Vita Lành sẽ giới thiệu cái sản phẩm đó là cái USB tester J7T. Cái này thì rất là hữu ích cho các bạn muốn kiểm tra sạc của mình có phải là sạc xịn hay không, dây có phải là dây sạc xịn hay không, để biết mình mua có phải sạc giỏm hay là gì đấy để còn đổi bảo hành cái gì đó. Cái sản phẩm này mình mua trên shop E bán với giá là 7.900. Cái này mình áp mã giảm giá nên mới rẻ đấy, bình thường họ bán là 180.000 nhá. Đây thì các bạn xem qua đây, cái này chả nhìn thấy gì luôn, xuất đi rồi. Vâng, đây cái số tiền này, đây 7.915 USB dòng sạc dòng điện thoại đấy. Và cái hộp nhìn chán luôn, cái hộp. Bây giờ mình sẽ tháo ra bạn xem. Cái này thì rất là hữu ích. Các bạn nhau cho mình, các bạn nên sắm cái để đo cái dòng sạc cho là an toàn, không bị cháy nổ hay gì đó. Dùng sạc xịn an toàn hơn là dùng sạc đều. Sạc đều nguy cơ cháy nổ rất là cao. Các bạn muốn mua sản phẩm này thì mình để link mua ở mô tả video này nhé. Đấy, đây rồi. Ta xem một sản phẩm giá 7.900 đồng như là bọc trong một cái túi ni lông, có cả cái tag gì đây, quality certified, vâng, check xem chính hãng không, rất là ảo. Đây sản phẩm ta, cái này chắc là bản thường thôi, bản cao cấp như 250 sao ấy đó, nguyên siêu, bọc siêu luôn. Dính khá là chặt. Ok, xong ta xem ghi gì. Product name USB Stepping Tester. Product model J7T. Cái này rất là nhiều bạn mua nhé, tại vì độ chính xác của nó khá là cao. Tại vì cái dòng USB Tester cũng có nhiều loại lắm, mà loại này được đánh giá khá là tốt. Đấy. Cái gì còn có quy chạc 3.0 tính các kiểu. Ok, USB Stepping Tester. Và giờ mình sẽ cắm thử cho bạn xem. Ok, ổ điện ra đây. Đây là cái củ sạc cho con điện thoại mình Xiaomi. Và mình sẽ cắm cái USB này vào củ sạc này. Sau đó các bạn cắm cái dây sạc của điện thoại vào đây, không phải sạc cho điện thoại thôi, cái dòng này để test này. Bây giờ mình cắm vào ổ điện. Đó, welcome. Đây là màn hình 5.14V, 5.13 là 5.14 đó. Còn đây là cái ấn cái nút key để chuyển sang màn hình này, 0.05A. Cái thời gian sử dụng chuyển, nói chung cái này các bạn tìm hiểu sau, mình chưa rõ lắm. Đó, đây vào thông số 999 ohm, đang nhiệt độ là 28 độ, đang sạc được 11 giây, 0.00. Ấn tiếp. Đây mình lưu ý cái chế độ là AO, là có nghĩa là auto off, rất là hay ở cái USB này. Có nghĩa là bạn khi nào sạc đầy nó sẽ tự tắt auto off này. AO ở dưới cùng, cuối cùng không nhìn rõ. Đấy, chữ AO ở dưới cùng. Và các bạn muốn đặt thời gian thì cũng được, các bạn nháy nút key 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, nó sẽ kêu tiếp một phát là sẽ có chữ AO ở đây. Đấy, một lần, có nghĩa 24 tiếng nó sẽ ngắt. Đây như kiểu hẹn giờ để tắt điện, hẹn giờ để tắt điện thoại ấy. Thì đây là hẹn giờ để tắt cái sạc đi. Rồi, nó lại chuyển rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Mình ấn hơi chậm, ấn 6 lần thì nó sẽ chuyển ngôn ngữ sang tiếng Tàu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó chuyển sang tiếng Anh. Đấy. Ôi à, 1, 2, 3, 4, 5. Từ từ ấn lại á. Cứ bị kiểu quá tay ấy. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 24 tiếng thì nó sẽ tắt, 23, 22, 21 hoặc là giữ chặt để nó nhanh hơn. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Nó lại tăng rồi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Với 1 tiếng sẽ tắt sau khi sạc. Hoặc là off, off là không hẹn giờ. Rồi về AO, tôi sẽ để AO cái đầy nó tự ngắt, rất là hay. Thì các bạn muốn sạc qua đêm thì nên dùng cái này.
sạc qua đêm dùng qua cái cổng này thì sẽ nó cứ đầy đầy pin, nó tự tắt thôi. Đấy, rất là hay. Hoặc là đặt chế độ bao nhiêu tiếng nó tự tắt đây. Rất là hay. Còn đây là đo xem cái cáp này có xịn không, hay là cái dây sạc có xịn không các kiểu, nó sẽ đo chi tiết ở đây. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng, hoặc là video sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Các bạn nếu mà có yêu cầu thì mình sẽ làm 30 độ này. Mình sẽ tham khảo và sẽ làm cái video hướng dẫn chi tiết sẽ sử dụng ở đây. Và các cái thông số này mình sẽ nói chi tiết. Vâng, cứ ấn này nó sẽ chuyển sang thôi. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất của mình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới. Một cái thiết bị nhỏ gọn và khá hữu ích.